bữa nay mình có gì nè? Dạ cũng quá. Ây da. Dạ, hôm nay mình có cái gì đây? Đây là một bút mèo một đống. Còn đây là cái trang nè. Đang bỏ nước vô mới trang được con mắt của chị ta được. Hôm nay chúng ta và cho mở cái này ra, nhấn màu xanh vô nhé. Ok. Hôm nay á chúng ta phải lấy này ra. Rồi sau đó chúng ta nhấn màu xanh ở đây một mình. Và sau đó chúng cùng xanh nó chơi. Và sau hôm qua đó. Và sau đó ha. Rồi kéo sau đó lấy cái cây này mình. Để nó cứng quá rồi lấy cái máy ra được. Rồi mình lấy ra được rồi. Sau đó mình cho nó mình cho cái con này nó ngồi ở bên cái thằng này. Con này nó ngồi nó chơi. Con được nó cay mà hết chút chân màu luôn mà sao mà ha hay đâu các bạn. Với đây còn màu, còn đây là cái ghế con năm màu, còn đây là cái chân con mắt của chị ta. Mình sơn cho chị ta một con mắt con gái cho chị ta. Và hôm nay á chúng ta hôm nay tại mình á hôm nay chúng ta có một cục cơm. Đây, một cục cơm. Rồi sau đó ha. Mình mở lấy cái này ra. Nè, mọi người thấy chưa? Nó phải, nó còn cái gì đây? À, đây là cái bọc á, cái bọc. Sau đó người ta chấn cái cục cơm này vô. Rồi sau đó người ta đặn cho mình. Đây, một hộp cúc màu, năm đổ màu. Rồi sau đó heo mình mở ra ra trước. Rồi mình mở ra. Rồi sau đó mình mở này ra trước. Mình nằm đi. Đó. Nó là màu trắng đó. Sau đó mình gắn nó vô. Rồi đó. Đây cái màu của nó. Rồi sau đó mình cho nó làm á. Mình lấy cái gơm. Mình bôi ra. Hôm nay chúng ta sẽ một món nữa. Thì đây là một bút bè nè, màu đen nè, màu da màu đỏ, màu xanh, màu cay, màu đẹp, màu xanh. Mình đọc xanh da trời, màu xanh, màu xanh với màu cam, với màu đỏ, với màu da, với màu xanh, màu cay. Ôi trời ơi, trời ơi. Màu xanh lá cây. Còn một cây màu vàng. Mình thấy mình